Con người vô cùng là đáng thương, cực khổ lao đi kiếm tiền, nhưng không ngờ trong Phật Kinh đã dạy phương pháp kiếm tiền vô cùng là hữu hiệu. Những đức nói rõ ràng phương pháp của Phật dạy kiếm tiền là phương pháp hữu hiệu nhất. Không có một vị chuyên gia nào dạy phương pháp kiếm tiền bằng Phật dạy cả. Những đức nói bảo đảm 100%. Điển hình Hòa Thượng Tịnh Không lúc còn trẻ là một người nghèo nàn, vừa gặp người thầy, người thầy dạy cho bố thí. Ông nói không có tiền lấy gì bố thí. Người thầy hỏi một cắc ông có hay không. Một cắc thì tạm có, từ một cắc mà bố thí, thường phải mang tâm bố thí. Người đệ tử nghe người thầy dạy chân thật mà làm. Hòa Thượng giảng thuyết nói rằng chỉ có 9 tháng thôi thì có kết quả. Chân thật làm chỉ có 9 tháng là có kết quả. Đến hôm nay những đức nghe Hòa Thượng giảng thuyết, Hòa Thượng nói một câu rằng 1 năm Hòa Thượng sử dụng đồng tiền về pháp thí khoảng 100 triệu tiền USA. 100 triệu, quý vị nghĩ cái số tiền đi quý vị. Ngài nói rằng lúc mới học Phật con số còn không dám nghĩ đến, chứ đừng nói là nghĩ đến cái chuyện 1 năm mà sử dụng đồng tiền nhiều như vậy. Và những đức gần một vị thầy, lúc ban đầu những đức cùng học với thầy, chính ông cũng là người khổ. Thời gian ông học Phật 20 mấy năm mà ông rất là khổ. Ông đã từng kể rằng đứng giữa ngã tư đường không biết chọn đường nào mà đi. Rất là may thay ông gặp được Tịnh Độ, gặp được Bộ Kinh Vô Lượng Thọ, nghe được pháp Hòa Thượng Tịnh Không. Thời gian chỉ có mấy năm thôi là ông đã xây dựng ra một đạo tràng và nổi bật vô cùng. Nhưng chỗ này phải hết sức là biết gịch nó lại đó, nếu không thì cái danh này nó cũng giết mình đó quý vị. Nó giết mình nặng đó, cẩn thận. Và cái những đức gần ông, những đức thấy, quý vị biết, tiền bạc thôi quý vị đếm mà nó hơi mỏi tay đó. Những đức ở bên cạnh ông 5 năm, trách nhiệm của những đức là thường đếm tiền. Quý vị nhìn gương mặt những đức nó cũng gian lắm, mà tại sao đi đâu người ta cũng đưa tiền cho đếm nha. Lạ thiệt. Công việc mà những đức không muốn làm nhưng bắt buộc phải là làm. Mỗi lần lễ lọc đồ xong là những đức đi vào cái cốc ngồi đếm tiền, đếm ngáp gió luôn. Thôi lúc mà nó buồn ngủ khi đếm tiền là nó khổ nhất, là lúc đó quá khổ rồi. Đã rèn luyện suốt mấy năm chờ, đối với đồng tiền không còn cảm giác nữa. Và từ từ cầm được tiền, sử dụng tiền, những đức thấy phước báo của ông quá lớn rồi, tiền quá nhiều rồi. Đi đâu người ta cũng kẻ đưa người nhét. Thôi quá nhiều tiền rồi. Trong khi lúc trước là kẻ nghèo cùng. Ông kể rằng đi Phật sự trở về chùa gói mì còn không có ăn. Như vậy mà từ khi niệm Phật tụng kinh Vô Lượng Thọ vài năm thôi, tiền để tùm lum chỗ cả, quá nhiều rồi. Đó là hai điển hình. Rồi tới điển hình những đức là kẻ tệ nhất nè. 11 năm là kẻ hư hỏng, là 11 năm mà không kiếm tiền ra được nè. Một mình mà còn không đủ sống nè. Như vậy mà thời gian chưa bao lâu đi tu thôi, quý vị biết bây giờ những đức đã dư tiền rồi. Mà những đức là thường nói chỗ này để đừng ai cúng đó nha, vì những đức biết có tiền sớm sẽ có quả sớm. Những đức biết chỗ này chứ, nên những đức muốn nói điều này để người ta đừng có cúng cho những đức.
để cho những đức thiệt khổ đi, để mình có đạo. Những đức tin rằng có đạo là sau này đặc biệt lắm, còn có tiền là chưa chắc đặc biệt đâu. Có tiền sớm là có chừng mắc đạo. Những đức biết được chỗ này nên những đức không muốn có tiền sớm, không muốn mà vẫn có tiền sớm. Nó vẫn dư tiền, dù là lo cho hơn 300 người ở một nơi không đi đâu mà nó vẫn dư tiền. Như vậy thì phương pháp của Phật dạy kiếm tiền đặc biệt hữu hiệu hơn nhiều đối với nhiều quyển sách của chuyên gia dạy phương pháp làm ăn kiếm tiền. Những đức đã đọc qua quyển sách của chuyên gia dạy phương pháp kiếm tiền đều là phù phiếm, đều là những bài học giả phù phiếm, không đi vào đâu cả. Quý vị mà chịu coi kinh giáo, quý vị mà tin Phật, thì những đức nói quý vị chưa được 10 năm quý vị là tỷ phú rồi. Dù là một người tầm thường cũng trở thành tỷ phú nữa, nếu thật sự mà là trở thành tỷ phú. Rồi đi sâu vào Phật pháp nữa thì quý vị sẽ không bao giờ cần tiền. Vì sao? Vì quý vị phải biết được rằng cuộc đời này sẽ không cầm tiền đi được, không cầm tiền đi được. Vì sao? Quá vô thường rồi. Bữa nay sống ngày mai chết. Quý vị nhìn thấy, quý vị nhìn đi, có nhiều người thiệt là giàu, ngủ một đêm sáng mai chết. Của cải vật chất đó có cầm theo được hay không? Chúng ta càng đi sâu vào kinh giáo rồi thì thấy, ô thì ra là niềm vui của một kiếp người không phải giàu, không phải có danh gì cả, mà niềm vui của một kiếp người là con người này sống bình thường, giản dị, ăn ngon cũng ăn được, mà ăn dở cũng ăn được, bận đồ mới cũng bận được, mà bận đồ rách cũng bận được. Ngay chỗ này là người an vui tự tại. Tuổi trẻ hôm nay thì làm sao mà tiếp nhận được chỗ này? Ngồi chưa nóng đít đã không ngồi rồi. Những cái giá trị này là quý vị biết cái giá trị đó. Tiền bạc chưa đổi bằng qua cái giá trị kiểm nghiệm thời gian này nè. Chính những đức làm gần 10 năm nay đã kiểm nghiệm qua thời gian đó, thấy rõ ràng, phân tích rất rõ cho quý vị nghe là một kẻ không ra gì mà bước vào đạo mà nó còn làm được như vậy, không chỉ là quý vị. Những đức nói rằng những đức quá hư hỏng rồi khi mà chưa tu. Mỗi lần mà những đức nhậu vào mà chạy xe đó, qua những cái ngã tư của đường thành phố Hồ Chí Minh đó, những đức té ngay cái ịch thì những đức nằm ngay cái ngã tư. Rồi bắt đầu là mắt ói quá, bắt đầu ói ống 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 ngay cái lề đường. Một chút bắt đầu là bường, ngồi dậy bắt đầu là đưa chiếc xe lên, leo lên, bắt đầu lủi qua lủi lại cái ịch nữa, cái nằm chút. Từ chỗ đường An Dương Vương mà chạy về tới đường Sương Nguyệt Ánh đi khoảng chừng 45 phút thì những đức té cũng khoảng 5-6 lần. Vậy mà nó không chết mới ngộ chứ. Té như vậy mà không chết, giữa ngã tư đường té ít vậy mà ngộ, xe không đụng chết. Có một lần những đức té xe nặng nhất là chạy đường cao tốc, đoạn đường Bến Lức á, xe tải nhiều lắm. Lúc đó trời mưa, chạy tốc độ cao, té một phát. Như vậy mà những đức ngồi chiếc xe, cái đầu gối những đức nó cứ cài xuống đường mà nó đi khoảng thời gian 10-20 thước. Xong cái xe nó ngã ngang cái thì cái quần jean của những đức nó lủng nguyên cái lỗ ngay đầu gối, thì nó vừa tới thịt thì bắt đầu là nó ngã ngang. Thì những đức không sao hết, dựng xe lên tiếp tục chạy nữa, chỉ có gách ngay cái đầu gối thôi à. Không chết vẫn là không chết. Như vậy thì những đức kiểm qua những thời gian những đức hư hỏng, những đức thấy rõ ràng, thì ra con người muốn chết chết cũng không được, và con người muốn sống sống cũng không xong. Như vậy thì chúng ta nên sống một ngày vui vẻ một ngày, nghèo cũng vui, bệnh cũng vui, giàu cũng vui mà nghèo cũng vui, đẹp cũng vui, xấu cũng vui. Nếu muốn tiếp nhận được chỗ này thì phải chân thật học Phật, nhìn rõ ràng cuộc sống vô thường. Thì quý vị sống trong hoàn cảnh nào, vui trong hoàn cảnh này. Vô cùng xác thực. Học Phật đi đến đây nghe chỗ này quá dễ nghe mà không nghe được sao? Không nói cái gì cao xa cả, phân tích rất rõ. Nên cách nay 2 ngày, những đức gặp một chàng thanh niên trẻ. Chàng thanh niên này thường nghe những đức nói chuyện. Anh chàng đến gặp những đức nói rằng: thầy giảng Phật pháp rất phù hợp đối với người trẻ chúng con, vì có cái chỗ mạnh mẽ, có cái chỗ nhẹ nhàng, có thương yêu,
và có chừng trị rất rõ. Từ nơi đó phương pháp nói chuyện chúng ta cũng một số người tiếp nhận rất là cao. Quý vị nghe để ý một chút. Những đức nói rằng những ngày chủ nhật đây là hạnh phúc nhất của chúng ta nè. Hạnh phúc được chia sẻ Phật pháp, không phải về đây đông để mà gom góp tiền đem về đây, không phải đâu. Quý vị cũng đừng nên nặng nề rằng là con thấy thầy lo cho nhiều người già, con á ở nhà, con á gũ chị em, mấy chị ơi, mỗi người á chúng ta cúng dường chút đỉnh để mà phụ với thầy nuôi người già đi. Chuyện này quý vị khỏi cần phải lo đến. Quý vị chỉ cần lo niệm Phật cho tốt đi, chân thật mà xây dựng gia đình mình cho tốt trong khi gặp được Phật pháp đi. Và mình làm vợ làm sao mình xây dựng hành vi của mình đối với chồng cho đàng hoàng. Mình làm chồng phải có trách nhiệm đối với gia đình làm sao trong khi mình nghe được Phật pháp đi. Đây là cái giá trị lớn nhất mà quý vị đến với nhận đức đó. Còn cái chuyện quý vị gom góp tiền để đem về đây cúng dường phụ thầy nuôi người già, chuyện này quý vị khỏi cần phải suy nghĩ đến. Nhận đức tin 100% rằng làm việc cho Phật thì Phật sắp xếp. Tự nhiên có những người lạ đi đến bất ngờ, đó là duyên. Đừng nên làm cái chuyện phan duyên đi tìm kiếm. Đừng nên làm chỗ này, quý vị cứ lo chân thật mà tu, sống vui vẻ đi. Nếu chỗ này mà quý vị làm được thì cái giá trị học đạo của mình sẽ phát triển rất cao. Đừng nên gom góp tiền. Ai muốn cúng dường là tùy tâm họ. Đừng nên gom góp. Sống như vậy thì đặc biệt lắm. Những đức tin rằng mấy bà cụ trong chùa bà chịu niệm Phật thì bà có phước. Nếu bà không có phước, dù chúng ta có đi kiếm, mấy bà vẫn không tiếp nhận được. Mà kiếm cũng không ai cho luôn. Quý vị cứ tin rằng trong mạng mấy bà già này có tiền, nên ngôi Tam Bảo này rất là phong phú. Biết rằng không có dư tiền gì nhiều, nhưng mà không có thiếu. Vậy là được rồi, không dư mà không thiếu. Còn ai bằng không? Quý vị coi có nhiều ông tỷ phú, ông vẫn nói tôi đang thiếu. Có những công ty thiệt là lớn, quý vị nhìn cái hình thức thì cái công ty của họ thôi quá lớn rồi, cái tiền của họ thì quá nhiều rồi, nhưng cái nợ của họ cũng quá lớn rồi. Nên họ mỗi ngày phải uống thuốc an thần và uống cà phê để tính toán công việc. Biết rằng sự nghiệp lớn nhưng nợ cũng quá lớn. Đúng là lớn thiền lớn sống. Nên chúng ta nghe được đạo pháp rồi, chúng ta sống làm sao giảm nhẹ cái tư tưởng nặng gánh của thế gian. Nhiệt tình với công việc nhưng không nặng gánh đối với công việc. Đó gọi là không chấp nhất. Mà thường ngồi ở đâu cũng A-di-đà-phật, 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 A-di-đà-phật. Siêng làm chỗ này. Hồi sáng những đức nói, người gặp được tịnh độ chỉ cần siêng trong 3 năm, chịu siêng năng niệm Phật thôi. 3 năm sau quý vị sẽ nhận thức rõ ràng được cuộc sống nhân sinh. 3 năm phải siêng đó nghe. Chứ không phải niệm ba mớ rồi chạy đầu này chạy đầu kia, cầu đầu này cầu đầu nọ đâu. Không phải là đi đến chùa niệm Phật một buổi bắt đầu quỳ trước Phật, nào là cầu cho chúng số, nào là cầu cho con học giỏi, cầu cho ông chồng đừng có nhậu nữa, cầu cho vợ chồng con hạnh phúc, cầu cho con á cắt được cái nhà, đều là phù phiếm, đều là mê tín. Làm gì trong Phật pháp mà đi cầu chỗ đó. Chúng ta chân thật mà hành trì, chân thật mà xây dựng chính mình thì trong tự tánh mình đã có sẵn đầy đủ hết rồi, dù không cầu nó cũng có. Còn lúc nó chưa có, dù có lại xói chán nó cũng không có. Làm gì có cái chuyện Phật cho mình của cải vật chất. Điều là chính chúng ta xây dựng hành vi thì chính chúng ta được hạnh phúc có của cải vật chất. Phật chỉ là đem phương pháp dạy mình. Nếu chúng ta chân thật tiếp nhận thì chúng ta là người học Phật chân chánh có lợi ích. Rất là rõ ràng. Quý vị nghe chỗ này á, thấy trong lòng mình nó nhẹ nhàng vô cùng hay không? Mỗi tuần chủ nhật chúng ta về đây tu lê rai, về chùa tu học xong xuống nhà ăn ăn cơm, ăn cơm xong đứng lên đi ra ngoài, cơm nước dọn dẹp, có người dọn dẹp. Quý vị thấy thoải mái chưa? Đi đến đây không cần tốn tiền gì hết, chỉ cần có tiền xe đi đến đây thôi. Như vậy thì rất là đặc biệt rồi. Mỗi một người khi chúng ta ngồi chia sẻ như vậy thì tâm tư chúng ta nhẹ lắm.
Nhận đức cũng rất là nhẹ chứ quý vị. Hồi nãy có gặp một anh chàng, anh hỏi Nhận đức một việc. Anh nói rằng anh ở nhà thường đi hộ niệm, cũng nghe Nhận đức nói chuyện, nói về nhân quả rất đáng sợ. Mà anh nói rằng là con thấy nó cũng đâu có đáng sợ gì đâu. Thì bây giờ anh gặp một cái ca này thì anh nói đúng, nhân quả đáng sợ thiệt. Anh hộ niệm ngay cái cô này từng phá thai 2 lần. Khi hộ niệm cho cô thì những cái thai nhi nhập vào cô, nó lấy tay nó chỉ vào mặt anh, nó kêu im, không được niệm Phật nữa, tôi ghét niệm Phật lắm. Và nó mượn cái thân cô này, nó kêu những người hộ niệm này không được niệm Phật nữa, không được giúp người này. Nó phải kéo người này đi vào cái hoàn cảnh khổ như nó mới vừa lòng. Tại sao người tôi hẳn mà lại giúp họ? Thì anh cũng không biết dùng cách nào hết. Anh tiếp tục niệm Phật nữa, nó la lối lên sùm hết, không cho. Anh hỏi, con gặp những hoàn cảnh như vậy thì con phải làm sao thầy? Thí dụ, chúng ta ở ngoài đời gặp hai người này tranh cạnh thì chúng ta phải dùng phương pháp là phân giải. Phải có năng lực phân giải. Phân giải làm sao nó lợi ích được hai bên. Phân giải cho họ nghe. Thí dụ như quý vị hỏi, nếu con phân giải mà họ vẫn không nghe thì con phải làm sao thầy? Quá đơn giản rồi. Phân giải mà không nghe thì khỏi phân giải, chúng ta đi về nhà ngủ giấc cho nó ngon. Vậy mà cũng không biết nữa. Hồi nãy giờ nói bao nhiêu câu đều là quy về cái chỗ buông xuống mà. Tùy duyên để mà hành xử mà. Vậy thì bây giờ tôi phân giải rõ ràng rồi. Hai người muốn đánh nhau, được rồi đánh đi. Tôi về nhà ngủ giấc. Chứ ngu gì đứng đó để nó chém lộn mình sao? Đúng không? Khuyên rõ ràng rồi, vẫn muốn đánh thì cứ đánh đi. Xong thì hai tên đi vô bệnh viện hết. Thì lúc đó suy nghĩ lại, lúc đó chúng ta đến khuyên coi chừng họ nghe đó. Nhưng mà cũng chày chụa rồi đúng không? Chúng ta đi phan duyên làm chi? Như vậy thì chư hương linh cũng vậy. Chúng ta là người giúp họ, khuyên họ thôi. Bây giờ cái cô này bị hương linh nhập vào mượn xác, không cho ban hộ niệm này niệm Phật nữa. Chúng ta phân tách rõ ràng là người ngoài cuộc, tôi là người ngoài cuộc, tôi cũng là người đang tu. Bây giờ tôi thấy cái tình cảnh người ta khổ, tôi giúp người ta. Bây giờ quý vị muốn đòi người này, đó là chuyện của quý vị với người này. Nhưng tôi hỏi quý vị, cuộc đời này từ khi quý vị mang cái tâm hận này, quý vị có vui hay không? Nếu quý vị chịu, tôi sẽ bàn với người gia đình, sẽ mua chim, mua cá, mua con vật về phóng sanh để hồi hướng cho quý vị. Và tôi sẽ nói gia đình làm công đức hồi hướng cho quý vị. Và chúng tôi nguyện niệm Phật hồi hướng cho quý vị, cầu cho quý vị được siêu thoát. Chỗ này là quý vị có lợi. Còn nếu bây giờ quý vị lôi cái linh thức này đi vào cái cảnh khổ như mình thì hai bên đều khổ hết, ai giúp được ai? Nếu vẫn quyết chí mà đòi thì đó là chuyện của quý vị, tôi không đụng vào nữa. Chắc là do người này còn khỏe không chịu tu, chứ không phải trách tôi. Tôi là người giúp người này, chỉ là hỗ trợ. Còn người này lúc còn khỏe không chịu tu, bây giờ cận tử nghiệp thì họ bị quán thân trái chủ đòi nợ. Đây là cái chuyện nợ nần của quý vị. Tôi là người khuyên quý vị và có thể làm một chút công đức phước báo hồi hướng cho quý vị. Nếu chịu buông xuống, chịu niệm Phật, không hận thù nữa thì sung sướng. Còn nếu quyết tâm đòi nợ thì quan gia cứ lôi kéo với nhau chừng nào mới dứt đây. Cái khổ này khổ rồi đó, đời đời kiếp kiếp hay bị đọa lạc. Nếu chư hương linh chịu buông xuống thì chúng tôi sẽ làm công đức hồi hướng cho, sẽ niệm Phật hồi hướng cho quý vị, cầu cho quý vị được siêu thoát. Quý vị ngồi suy nghĩ đi, có nên buông xuống hay không? Phân giải cho họ nghe rất rõ ràng.
rồi chúng ta thấy nó im im, rồi chúng ta mới nói nhẹ nhàng: thôi chư Hương Linh nghe lời tôi, chúng ta cùng niệm Phật đi, rồi sẽ làm công đức hồi hướng cho quý vị. Quý vị nên về thế giới cực lạc đi, về thế giới cực lạc sẽ không còn khổ nữa. Quý vị ở thế gian này mang cái tâm hận thù, không ai cúng kiến cho ăn, đói khát thì tâm hận càng phát triển mạnh lên, càng muốn đòi nợ thì càng khổ tâm thêm nữa. Thôi buông xuống đi, nghe nghe lời buông xuống đi nghe. Bắt đầu là nhẹ nhàng cho họ, nếu họ chịu nghe thì giúp, không chịu nghe thì chúng ta buông tay. Phải nhớ rằng nghiệp quả của mỗi người tự tạo thì tự chịu. Chúng ta giúp được là giúp, giúp không được là thôi. Đừng nên phan duyên nặng nề, nặng nề là không được gì. Đây là một chỗ để mà hướng dẫn ban hộ niệm. Đi hộ niệm phải có cái tâm, có công phu cũng là chỗ rất quan trọng. Khi có công phu thì chỗ lý giải rất là sâu, có lời nói khoan tách rất rõ. Còn nếu không biết lý giải thì chúng ta cũng khó nói chuyện. Rất là cần lý giải cho họ nghe rõ ràng. Vì phần âm cũng như người sống chúng ta, nếu chúng ta nói đúng tình đúng lý thì họ vẫn nghe, vẫn là nghe lời. Nhưng họ nhận thức biết được rằng chúng ta có tu hay không. Nếu chúng ta đi hộ niệm không có tâm cũng khó nói với họ đó, khó nói đó. Và hộ niệm xong rồi bắt đầu là anh hỏi thêm một chuyện nữa. Khi hộ niệm xong thì có những gia đình người ta vừa mới chết, bắt đầu là họ đi mời quý thầy đến coi ngày giờ để tẳng liệm liền, hoặc là lo hậu sự liền, vì quý thầy coi rằng là giờ này là giờ tốt, giờ linh, giờ này phải tẳng liệm liền, không được để lâu, để qua giờ này thì gia đạo sẽ có người chết theo. Bắt đầu là người sống hú hồn hết, chuẩn bị tẳng liệm liền. Chúng con hộ niệm gặp những cảnh duyên này, chúng con rất là khó chịu, rất là bực bội. Tiếp tục dạy nữa rồi, chúng ta hộ niệm cho họ được 1 tiếng 2 tiếng là tốt của 1 tiếng 2 tiếng của mình làm. Còn khi nhân duyên của họ chỉ được 1-2 tiếng đó, bắt đầu họ không có phước duyên được tiếp nhận nữa, thì quý vị đừng nên chấp nhất chỗ đó. Nếu gia đạo của họ vẫn quyết định là tẳng liệm liền thì chúng ta thấy cái mồi mình nói không được rồi. Nhưng phải hết lòng phân giải, nhiệt tình phân giải cho họ nghe. Phân giải rồi mà họ vẫn không nghe, họ vẫn quyết chí theo con đường của họ làm, thì chúng ta xách gói ra gì, không dính mắc cái chỗ đó nữa. Phải nhớ, quý vị làm như vậy thì đi giúp người không bị phiền não. Còn nếu không khoan duyên thì chắc chắn là phiền não đâu, phiền não chắc chắn. Những chỗ này những đức hướng dẫn rất là kỹ. Những người đi hộ niệm bên ngoài phải có một cuốn sổ. Cuốn sổ này khi đi đến nhà người ta thì quý vị phải gặp chủ gia là người quyết định chính trong gia đình đó. Bây giờ quý vị mời tôi đến đây hộ niệm cho người thân, quý vị có chấp nhận một số yêu cầu của tôi đưa ra hay không? Nếu quý vị chấp nhận thì ký tên vào, tôi sẽ hộ niệm tới cùng luôn. Còn nếu không chấp nhận thì thôi, đây là không đủ duyên. Thuận duyên mà làm thì mọi việc là tốt, nghịch duyên mà làm thì mọi việc là hư. Chúng ta thuận duyên thì vô cùng là vui vẻ, mà nghịch duyên thì rất là buồn phiền. Nghe rõ rồi đó nghe. Nên thuận duyên mà làm việc. Đừng có suy nghĩ rằng ô ban hộ niệm của tôi đi hộ niệm rất là nhiều ca, chỗ này không có quan trọng. Nhiều ít gì trong Phật Pháp không quan trọng. Quan trọng là đủ duyên làm được một ca là tuyệt vời một ca. Đây mới là chỗ vui vẻ, không có tác dụng phụ. Còn hơn đi hộ niệm nhiều ca mà đều đem phiền não về nhà. Đi hộ niệm rồi bắt đầu là kiểm tra thọ tướng. Kiểm tra thọ tướng thì thấy cái tướng này quá cứng rồi. Bắt đầu là niệm nữa, niệm thêm vài tiếng nữa, 5-7 tiếng nữa thì kiểm tra nữa thì cứng nữa. Bắt đầu là niệm nữa, cuối cùng thì cũng cứng nữa. Thì nguyên một ban hộ niệm buồn sầu khổ, nói rằng niệm Phật lâu như vậy mà vẫn là cứng, không vui chút nào cả. Rõ ràng rồi, quý vị là người không hiểu nhân quả đi làm việc Phật Pháp. Chúng ta chỉ là người chân thật niệm Phật cho người ta, còn tính vào cái nhân quả lúc còn xin tiền người ta tu như thế nào nữa kìa.
Chứ làm gì có cái chuyện ta khoái niệm cho mềm thì mới vui, còn cứng là buồn. Đây là sai lầm hoàn toàn rồi. Họ cứng họ mềm là chuyện của họ, ta cứng ta mềm mới là quan trọng. Ta cứng là buồn, ta mềm là vui. Quý vị chọn đi. Ta buồn ta vui mới là quan trọng. Còn cái chuyện cứng chuyện mềm của họ là đó là chuyện nhân quả của họ, chúng ta đừng nên dính vào. Như vậy thì quý vị đi làm việc Phật Pháp rất là tự tại, mà cũng không á nài nỉ ai cả. Đủ duyên thì làm gì cái chuyện nài nỉ người khác. Khi nài nỉ người khác là dưới cơ người khác. Dưới cơ người khác thì người ta leo. Chúng ta như là không quan trọng, như vậy mà chúng ta đi làm được việc lên. Phải nhớ, cả quán thân trái chủ cũng vậy. Có nhiều lúc chúng ta nói ngọt cho nghe, có nhiều lúc chúng ta cũng phải sẵn với họ đó. Con người ở thế gian này quý vị coi đi, nếu lúc nào chúng ta cũng sợ họ hết thì họ leo. Nếu nhà mình mà mình không làm chủ được thì người ta vào nhà mình chiếm nhà. Nên mình cũng có một cái quy luật gì sống rõ ràng. Có một người cha người mẹ này dạy đứa con. Đứa con chỉ có 9 tuổi, đứa con đến hỏi nhận đức. Đứa con nói rằng: thầy ơi, cha mẹ con á dạy con là cái gì cũng phải nhịn hết đi, cái gì cũng chịu thiệt hết đi. Con đi vào trường á, bạn bè ăn hiếp con á, con về con mét cho cha mẹ thì cha mẹ nói rằng: chịu thiệt đi con, chịu thua nó đi con, sợ nó đi con, nhịn nó đi con. Con nghe cha mẹ nói như vậy thì con cũng nhịn, cũng chịu thiệt, nhưng mà lương tâm của con nó ấm ức lắm thầy ơi. Nó khó chịu lắm, chịu không nổi. Bây giờ con phải làm sao thầy? Không lẽ những đức dạy con đi đánh nó đi? Không cần thiết làm chỗ đó. Cái người nhẫn nại chịu thiệt nhưng không phải là ngu. Thí dụ như chúng ta nhẫn nại chịu thiệt nhưng đủ duyên thì chúng ta phân tách rõ ràng lý giải cho họ nghe. Tại sao ăn hiếp tôi như vậy? Nói rõ cho họ nghe. Còn nếu giảng là không nghe thì chúng ta phải dùng phương pháp nào? Khỏi cần chơi với mày nữa. Vì giữa tao với mày không hợp chơi nhau làm chi. Như vậy thì đường ai nấy đi, chuyện của ai nấy làm thôi. Như vậy thì rất là rõ ràng. Chứ mình đi chơi với nó làm chi để cho nó ăn hiếp mình hoài. Còn đứa bạn nào cảm thấy hợp thì mình chơi chút, còn không hợp thì mình tránh xa nó ra. Chuyện ai nấy lo công việc, như vậy thì ai đến tìm mình để ăn hiếp? Còn nó vẫn là tìm mình ăn hiếp thì đứa con nít này cũng chưa hiểu được cái chỗ có nhân có quả. Nhưng cha mẹ phải ra mặt cho con mình. Ra mặt bằng cách nào? Chúng ta phải đi đến trường học, gặp thầy cô giáo, gặp hiệu trưởng để nói rõ ràng đứa con đi vô đây học mà thường bị ăn hiếp. Mình phải dẫn con mình đi đến đó làm chủ cho con mình, để con mình nó còn nhỏ, nó có nơi nương tựa. Chúng ta cứ kêu nó nhịn đi nhịn đi, giết rồi thì lương tâm của nó rất là nặng nề. Nó nghĩ cha mẹ là hèn nhát. Người lớn không ra mặt cho nó, từ nơi đó thì sau này nó bị bệnh về nội tâm. Quý vị nghe Phật Pháp mới hiểu cho rõ ràng. Phật Pháp rất là đa dạng phương tiện. Nếu cố định chấp cứng thì là sai rồi đó. Chỉ cần trong tâm đừng có ác ý với ai thôi. Bất cứ việc gì làm cũng được, chỉ cần trong tâm đừng có ác với người ta, và trong tâm đừng có mưu mẹo hại người ta, trong tâm đừng có cái ý niệm là thu gom về cho mình mà tổn thất người khác. Chỉ cần trong tâm đừng có như vậy thì quý vị làm việc trong Phật Pháp là đúng. Còn nếu chỉ cần có một cái tâm ác để mà làm việc trước mắt là đúng, cũng trở thành sai. Phải nhớ rằng chư tổ sư đã dạy rằng mắng người đánh người, nhưng nếu có tâm thiện đến người là hành vi thiện. Vuốt ve người, nói ngọt với người, nhưng tâm địa xấu ác đến người là ác. Nên trong Phật Pháp không nhất thiết một sự việc gì cố định cả. Chỉ cần chúng ta có được một chút trí tuệ thì trong mọi cảnh duyên sẽ xử lý được sự việc vô cùng là nhẹ nhàng.
Chỉ cần quý vị được thì làm, không được thì thôi. Đó là cái chỗ sống vô cùng tự tại. Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư, nhưng mà nó chuyển hóa cái tâm bệnh này trước nè. Con người mà bị thân bệnh là do tâm bệnh nặng nề. Thí dụ như cái người này mà cái tâm vui là hiện cái tướng gương mặt rất là vui. Nhưng nếu cái người này mà cái tâm buồn là hiện cái gương mặt khổ lắm. Cái gương mặt đi đến đâu thì nhìn thấy giống như là nghèo mặt riệp vậy. Kỳ cục vậy đó. Cái tâm mà nó buồn rồi là cái gương mặt nó sạm hết vậy đó. Vì sao vậy biết không? Vì những cái tế bào á, nó bị hư hết á. Nên cái tâm này rất là quan trọng, nghe không? Những đức đọc một câu chuyện cho quý vị nghe nè. Đối diện bệnh ung thư gan vẫn từ bi tự tại. Nhưng việc tôi sắp kể ra đây về cô lại còn đáng khâm phục hơn nhiều. Kết quả siêu âm hôm sau cho biết gan của cô có một khối u. Khi làm sinh thiết mới xác định là ung thư gan. Bởi vì cô không cảm thấy đau nên mới không phát hiện. Lúc đó tôi nghĩ cô là một người hiểu Phật pháp, lại có công phu tu hành, nên mới định nói thực bệnh tình cho cô hay. Xong thực ra tôi cũng lo rằng giả như cô nghĩ quẩn chịu đựng không nổi thì biết làm sao đây. Bởi vì việc sống chết không phải là điều đơn giản. Nhưng suy nghĩ tới lui cho rằng một người học Phật chân chánh cần phải đối diện với thực tế. Cô cần biết để có sự chuẩn bị tâm lý, như vậy sẽ tốt hơn. Nên cuối cùng tôi đã cho cô biết. Không ngờ cô rất thản nhiên trả lời tôi như đã chuẩn bị sẵn. Tôi chỉ cần sống một ngày là làm một ít việc cho chúng sanh. Nếu ngày đó đến, tôi sẵn sàng ra đi. Cả đời tôi chỉ đợi một ngày này, ngày Đức Phật A Di Đà đến tiếp dẫn tôi. Ung thư gan mà không khổ là do ngay cái chỗ mục tiêu người ta là đi về thế giới cực lạc. Quý vị thấy rõ ràng không? Như vậy thì nhiều người ung thư á, xã hội hôm nay mà đang bị bế tắc là gì? Cái gì quý vị biết không? Chắc tôi sắp sửa chết rồi quá. Tôi sắp sửa chết rồi. Vợ của tôi để lại cho ai? Nhà cửa của tôi như thế nào đây? Ai trông coi đây? Rồi con cái của tôi nó sẽ như thế nào đây? Đó. Đấy. Bệnh tình là cái tâm trạng này ưa đến nè. Cái chuyện của mình hiện tại còn lo chưa xong, chứ đừng nói chi là lo tới bà vợ mình chết rồi vào tay ai. Trời ơi. Còn lúc bên mình thì là của mình mà cũng chưa chắc là của mình. Đừng nói chi mà mình mất rồi mà lo cái chuyện nó vào tay ai. Nó vào tay ai thì kệ nó. Còn sống thì nhiệt tình đến với nhau, lo lắng cho nhau nhiệt tình thôi. Còn khi chết rồi thì còn lo được cái gì nữa? Còn sống thì còn lo cho con cái được, chứ chết rồi lo cái gì nữa? Của cải còn sống thì còn lo làm ăn để kiếm vật chất về có cuộc sống, chứ chết rồi thì nó vào tay ai thì cái đó là phước phần của người ta. Cái chỗ này đơn giản thôi. Vậy mà ngồi đó ung thư đã đau rồi mà còn gầu gỉ than thở. Quý vị thấy thảm chưa? Nên Phật pháp quá giải rõ ràng. Người ta bị ung thư gan mà ta buông vậy là ngay chỗ nào? Ngay chỗ cái tâm của người ta là mục tiêu hướng về thế giới cực lạc. Vì cái người này niệm Phật, con hiểu rằng á, cái bản thân ở thế gian này á, nó chỉ có vài chục năm rồi á, nó cũng ra bụi ra cho ra đất à. Vậy thì bây giờ á, sanh không mang đến, chết không mang đi. Thì bây giờ họ khôn khéo, họ có trí tuệ nè, họ mới chọn một cái hướng họ về mà tồn tại vĩnh cửu, đời đời kiếp kiếp, không bị già bệnh chết.
Họ chọn chỗ này thì họ mới thương người thân. Còn chúng ta không hiểu nên nó chọn con đường nhất thời thương người thân. Rồi một đời qua đi, chúng ta có gặp mặt lại với nhau cũng không biết đây là vợ, là chồng, là con, là cháu gì của mình hết. Đây mới là cái khổ của thế gian này. Còn cái người mà chọn về thế giới cực lạc không phải là đá đổ hoàn cảnh, không thương người thân, mà chọn về cực lạc mới là thương người thân. Vì về cực lạc có năng lực biết được tha phương pháp giới, biết được nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp giữa mình với chúng sanh như thế nào biết rõ như trong tầm tay. Thì lúc đó chúng ta ứng thân đến để giúp họ. Đây mới là trí tuệ thương người thân. Còn bây giờ bệnh rồi, ngồi đó rầu rĩ, lo âu, sợ mắc cái này, sợ mắc cái kia, thì cái chết càng mau đến. Nhưng chết thì đi đọa lạc thì thảm rồi. Đời đời kiếp kiếp sẽ không biết nhau. Và chúng ta cũng vô cùng là khổ. Nên người trí tuệ dù là gặp bệnh hoạn gì đi chăng, chúng ta cũng không sợ, vì biết rằng cuộc đời này nhất định ai cũng bệnh và ai cũng chết. Chuyện này là chỗ bình thường, không có gì phải sợ cả. Thì chúng ta sống rất là vui vẻ, mỗi ngày niệm A Di Đà Phật. Chịu niệm A Di Đà Phật thì chỗ này đặc biệt lắm á. Quý vị coi mấy bà cụ trong chùa mình kìa, không chết á. Đó, tám mấy, chín mấy đó, không chết đó. Sống càng ngày càng khỏe đó. Bắt những câu chuyện Phật giáo Tây Du Ký lên cho bà coi đó. Ôi, bà ăn cơm xong bà coi, bà cười. Vậy đó. Vui vậy đó. Nhiều người vào đây cộng tu, quý vị thấy bà già chùa mình kìa, bà vui vậy đó. Bởi vì bà đâu có bệnh đâu, quên bệnh mất tiêu chứ rồi. Còn mình ở ngoài đời thì có tiền chút. Ngày nay ngày mấy rồi? Nói chi vậy? Đi khám bệnh định kỳ. Hỏi bệnh gì mà đi khám? Chưa có bệnh nữa mà đi khám trước, coi có bệnh gì không chị trước cho nó yên. Đúng là khổ không? Mỗi ngày rất là sợ bệnh nên chưa bệnh cũng đi khám cho ra bệnh. Còn đi khám bác sĩ này, bác sĩ nói: cô chú cơ thể khỏe lắm, không có bệnh gì hết á, cứ về đi. Sao tôi nghi ông bác sĩ này quá à? Mặt thấy còn trẻ quá à. Chắc là chưa có kinh nghiệm, không yên à. Thôi đi qua gặp bác sĩ già già khác khám lại coi. Khám bác sĩ già già khác, khám xong bác sĩ nói: cơ thể của cô chú cũng khỏe lắm, về nghỉ đi. Ông già quá, chắc đâu thần kinh của ông cũng không bình thường. Để lựa người chững chạc hơn ông một chút đi khám. Cuối cùng khám người thứ ba thì ông nói: cơ thể cũng có vấn đề. Hả? Nó có bệnh. Ở bên trong cái bụng của cô nó có một cái khối u bé bé. Bắt đầu lúc đó nói rằng bác sĩ là số 1. Hai người kia khám không ra bệnh, bác sĩ khám ra bệnh. Nè tiền nè bác sĩ, chị bệnh cho cô đi bác sĩ. Thấy chưa? Không có tiền, muốn tiêu tiền thì đi coi con mình có bệnh hay không, đặng mà đi trả tiền cho người ta. Rõ ràng hay không? Trong khi sống bình yên thì có biết gì tính bệnh tình đâu. Mấy bà cụ trong chùa ban đầu thì những đức cũng khuôn mấy bà cũng xanh mặt xanh mày hết. Từ từ rồi á, nhiều cái những đức làm ba thấy rồi ba tin. Bây giờ có nhiều bà nằm nửa tháng, những đứa kêu đi khám bệnh đi, khám bệnh đi, kêu xe vô chở đi khám cho. Hồng, con muốn dạng sanh không? Thôi đi khám đi, khám đi cho khỏe về tu nữa. Ở nó Hồng, con quyết chí, con tin nhân quả, dù cỡ nào chăng nữa con cũng quyết chí ở chùa niệm Phật, không đi. Những đứa nói suy nghĩ kỹ chưa? Kỹ rồi. Những đứa nói: được rồi, vậy nằm đó đi, niệm Phật đi. Qua thêm vài ngày nữa đi ngờ ngờ, đẩy củi ảo ảo, qua bới một tô cơm chà bá gì ăn. Những đứa hỏi: bữa nay bà hết bệnh chưa? Thầy nhìn tô cơm đi coi hết bệnh chưa. Những đức nói:
chắc chắn hết bệnh rồi. Nhìn tô cơm mà những đứa còn muốn bệnh. Bà nói ăn dồn, nửa tháng nay ít ăn quá, bây giờ ăn dồn. Ăn có 3 ngày sau lên 5 kg. Có ông thầy trong chùa bệnh 3 tháng rưỡi, sốt te tua, không uống thuốc gì hết, mỗi ngày vẫn đi làm bình thường, buổi chiều lên công phu bình thường, tối thì gung. Quý vị gặp ở bên ngoài á, đi liền, đi khám liền, trời ơi đi khám liền, chết bây giờ. Nó 3 tháng rưỡi có chết thằng Tây nào đâu, sống ngon lành luôn, hết bệnh rồi. 3 tháng rưỡi bây giờ hết rồi, mới có 3 tuần sau thôi thì ông mập lên còn hơn lúc ông chưa bệnh. Những đức nói bị không tin, cơ thể chúng ta nó phải bài tiết ra những cái chất mà không tốt trong cơ thể, nên khi bệnh là đang bài tiết, còn quý vị là người giữ lại. Còn khi mình tu mình hiểu rồi, ô nó bài tiết, nó phải xả ra, nên cho nó xả thoải mái đi, giữ lại làm chi. Nó xả 3 tháng rưỡi bắt đầu là da hồng hào, trời ơi gương mặt lắc lẫy. Nó xả xong rồi chắc độc ra rồi, bây giờ ăn vào thời gian mấy tuần thôi là lợi sức còn mau hơn là cái lúc chưa bệnh mà sắc diện rất là đẹp. Nó thấy chưa, tin đi, nó không có dễ chết đâu. Làm gì tự nhiên muốn chết chết, con người bỗng muốn chết chết hả? Có những người quý vị thấy không, đúng ra họ đâu có chết đâu, té bình thường thôi mà chết gì vậy đó, mà đi đi ngoài đường vậy mà cái lá cây gớt xuống ghim vào cái đầu vậy mà té nhăn răng chết queo. Còn có những người xe đụng cái ầm lộn mèo 10 mấy tua vậy mà đứng lên đi ngờ ngờ không sao chứ. Thấy chưa, quý vị cũng thấy mà, chuyện thế gian này nhiều chuyện lạ quý vị đều thấy hết mà. Nó từ nào đó quý vị nghiêng qua nhân quả trong nhà Phật vậy đi, đúng hay không? Như vậy thì con người muốn sống cũng không sống được nếu thọ mạng đến, còn muốn chết mà thọ mạng chưa đến thì cũng không chết được, cũng có người cứu à, yên tâm đi. Từ nơi đó khi lúc này ở chùa mình mỗi buổi ăn cơm, những đức bắt phim Tây Du Ký cho các cụ coi, phim Tề Thiên Đại Thánh, mấy bà già mà bà thích bay thì giờ bắt Tây Du Ký nó bay cho mấy bà già bà coi. Tề Thiên nó biến đồ 72 phép biến hóa mà, mấy bà già bà coi vì ở bên trong nó biến biến, còn bà bên ngoài bà làm nè né đồ, nói bà nhát dễ sợ luôn, nó quýnh trọng bà làm như bà ngoài này mà né dữ à, né. Xong gặp có nhiều bà già bà nói ồ thầy ơi con thích như Tề Thiên bay, thích quá. Những đức nói cái chỗ thích bay này lúc còn nhỏ những đức coi phim Tây Du Ký những đức đã thích rồi. Bây giờ những đức học Phật thì những đức càng học Phật mới thấy rõ ràng ra là khả năng của đó, Tôn Ngộ Không khả năng bé bỏng lắm, không ăn thua gì hết đâu. Quý vị mà chỉ cần về tới thế giới cực lạc thôi, cái năng lực của quý vị là phân thân là vô lượng pháp giới, có nghĩa là không có giới hạn của cái pháp giới quý vị phân thân. Còn Tôn Ngộ Không chỉ có 72 phép biến hóa mà thôi. Năng lực của ông thấp lắm, mà cô Lưu Tố Văn mà được Hòa Thượng Tịnh Không tán thán là người niệm Phật có tiêu chuẩn, nói rằng là năng lực của Tôn Ngộ Không là năng lực của trẻ lên 3 trò chơi con nít. Còn người ở thế giới cực lạc quý vị biết rằng thần thông năng lực của họ không thể nào bàn nổi. Nên chúng ta thích thú thì phải cố gắng niệm Phật. Về thế giới cực lạc đi, trong một ý niệm thôi thì đã phân thân vô lượng pháp giới rồi. Còn Tôn Ngộ Không thì lộn một vòng là 10.800.000 dặm. Từ nơi đây quý vị thấy thì mê, nhưng mà người ở thế giới cực lạc thì chỉ có trong một ý niệm thôi. Ghê không? Đặc biệt thiệt. Từ nơi đó mà các cụ khi coi những cái công đoạn Tây Du Ký, cái ông Ngô Thừa Ăn này, ông viết cái kịch bản này ra nó đặc sắc lắm. Lúc trước coi thì không có hiểu, nhưng mà 10 năm nay bây giờ những đứa coi lại, những đứa mới thấy ô thì ra là cái bộ phim Tây Du Ký này nó ẩn chứa bao nhiêu Phật pháp nằm bên trong, sâu lắm. Bây giờ coi mới hiểu ra.
Quý vị thấy thầy trò của Đường Tăng đi thỉnh kinh, quý vị thấy không? Đường Tăng hiền hậu từ bi, bị người lắng ép, hại, bắt, nhốt. Nhưng Đường Tăng bị bắt nhốt thì Phật Tổ Như Lai, Quan Âm Bồ Tát, chư Đại Bồ Tát đều là ở khắp nơi nơi bấm tay sẵn hết. Đây tới đây là thầy trò Đường Tăng sẽ bị nạn nè, tới đây nè, à rồi đệ tử con xuống dưới đó giải cứu cho thầy trò Đường Tăng con. Rõ ràng không? Ngay chỗ này dạy chúng ta là chúng ta chỉ cần chân thật hành trì theo giáo pháp của Phật, sống đúng, làm người chân thật, nhiệt tình, sống có tình có nghĩa, thì cuộc đời chúng ta là có ông chủ vô cùng là lớn, luôn luôn ủng hộ chúng ta. Đó là Phật Tổ luôn luôn ủng hộ chúng ta.